Cộng đồng bao gồm các cá nhân, tổ chức xã hội và gia đình trẻ giữ một vai trò quan trọng trong việc cùng tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động lễ hội của trường mầm non. Thông qua hoạt động chung này, sợi dây liên lạc giữa nhà trường, gia đình, xã hội được củng cố. Nhà trường được hỗ trợ thêm sức mạnh về vật chất, tinh thần. Phụ huynh có thêm hiểu biết về các hoạt động của trẻ và của giáo viên. Trường mầm non của Mai tổ chức ngày hội của bé, thì thay mặt phụ huynh của các cháu xin gửi các cô cành đào và ít hoa quả để các cô tổ chức cho các cháu và chúc các cô một năm mới sức khỏe hạnh phúc, tổ chức thành công buổi lễ ngày mai. Chúng em cảm ơn anh, cảm ơn quan tâm của các anh. Xin thay mặt phụ huynh con cầm vào đây giúp mẹ nào, phụ huynh cầm vào đây nào, phụ huynh vào đây. Các nước là không nước nào có đâu nhé, cho nên các cháu phải giữ lấy nay mai lớn như ông già như ông cũng vẫn gói bánh chưng vào ngày Tết, nhớ chưa? Đây, thế các cháu biết cái lá này để gói bánh chưng là lá gì không? Lá tre. Không phải rồi. Đúng rồi, lá cháu này ngoan, chốc ông sẽ gói cho một cái bánh bé tí tẹo tẹo theo này nhá. Thế nào ông kể cháu nghe nè. Sư thích bánh chưng này các cháu biết không? Bánh chưng này là có từ thời vua Hùng. Ồ, lâu lắm rồi. Thì bánh chưng này là tượng trưng cho đất này này. Nhá, chúng ta đang ngồi ở trên trái đất này. Bánh tròn, đúng không? Là tượng trưng cái gì không nhỉ? Là bánh chày tròn và tượng trưng cho bầu trời này ạ. Ông trời. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Đây phải giữ một tay vào đây, con giữ một tay vào đây nhé. Cháu đứt tay nhá. Đây này này. Cái này nó dễ đứt tay lắm. Con giữ tay vào cái lạt này chứ. Tay vào cái lạt này nhé. Đúng rồi. Cháu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.